với một mẫu thiết kế vô cùng sang trọng, mang phong cách cổ điển, kết hợp với đó là một cái chất liệu gỗ hình thành nên nó thì hiện tại đang rất là quý hiếm cũng như là đang rất là được nhiều đại gia ưu chuộng ha. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu bàn ăn mang phong cách cổ điển và có những điểm đặc biệt như thế nào thì mời mọi người trong video ngày hôm nay hãy tìm hiểu cùng với em nha. Và em xin bật mí cái chất liệu gỗ mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho mọi người để hình thành ra cái bộ bàn ăn này á, là chất liệu gỗ của gỗ mun sọc Lào. Hiện tại đang được rất là nhiều quý đại gia ưu chuộng và sử dụng, nó không thua kém gì gỗ cẩm lai cả. Cho nên là cái loại gỗ này có thể nói là được so sánh ngang bằng với gỗ cẩm lai luôn. Đấy, đây là loại gỗ mun sọc Lào mà hiện tại thì với cái màu sắc cũng như là cái đường vân gỗ của nó khá là đặc biệt, cho nên là hút hồn rất là nhiều quý vị đại gia ha. Đây là một màu đen huyền của cái chất liệu gỗ này. Cái màu sắc của nó là cái màu đặc trưng đấy, và kết hợp với đó là cái phần đường lai vàng của cái đường xen kẽ vàng này, đen sọc vàng này đó. Đây là cái một điểm đặc biệt của cái chất liệu gỗ này, và khi mà mình chạm trổ trên cái nền gỗ này á, thật sự rất là khó để mà hình thành và để mà tạo cho ra một cái sản phẩm như thế này, phải mất rất là nhiều công sức cũng như là mất rất là nhiều thời gian của những người thợ ha. Và đặc biệt là phải đục chạm theo cái hình dạng và cái hình dáng là ghế mà kiểu cổ điển nữa, cho nên là mọi người thấy là rất là nhiều chi tiết đục chạm nè. Và cái ghế này thì có tên gọi là ghế ăn Minerva đó. Thường thì mọi người có thể thấy em giới thiệu về ghế ăn Minerva chất liệu gỗ đỏ nè, hay là gỗ cẩm lai nha, rất là ít khi thấy em giới thiệu về chất liệu là gỗ mun sọc Lào. Và ngày hôm nay thì nó có sự khác biệt một xíu, là em muốn giới thiệu và muốn cho mọi người biết là tại Sơn Đông đối với những cái hàng cổ điển như thế này thì chất liệu nào cũng sẽ được đưa vào để mà phục vụ cho quý khách hàng. Trước giờ thì mọi người có thấy là ở những cái cơ sở khác á, họ tìm và họ làm bằng chất liệu gỗ mun sọc này chưa ạ? Nếu mà có thì mọi người comment ở phía dưới cho em biết với nha. Và đây sẽ cho mọi người nhìn thấy lại một cái phần dáng của cái ghế này nữa. Đây, dáng này là dáng phần cong đây, cong ở phần tựa lưng, và khi mà mình ngồi vào và mình trải nghiệm trực tiếp trên cái sản phẩm thì sẽ cảm nhận được cái sự dễ chịu khi mà mình ngồi vào ha. Bây giờ em sẽ ngồi vào thử cho mọi người cùng xem. Mời camera sẽ zoom cận vào cái lưng của em để mà thấy được cái độ cong của cái lưng nó như thế nào nha. Và đối với mẫu ghế Minerva theo phong cách cổ điển này thì chắc chắn sẽ sử dụng lượng gỗ rất là nhiều, và cái lượng gỗ phải cực kỳ dày dặn luôn mới có thể mà khi mà mình đục chạm lên thì nó sẽ xô hết ra những cái đường nét đục chạm cũng như là cái sắc nét tỉ mỉ của nó ha. Đây mọi người có thể nhìn thấy là từng hình ảnh bông hoa lá tay trên cái nền gỗ này đó. Cái ghế này thì chỉ một phần mà giới thiệu cho mọi người về thiết kế này thôi, nhưng mà thật sự nó sẽ nằm trong cái bàn chính ở đây. Bao nhiêu sự tinh túy cũng như là bao nhiêu cái độ thẩm mỹ thì nó sẽ dồn vào cái bàn này hết. Và cái bàn này thì nó sẽ hơi tối một xíu bởi vì nó được làm trên cái chất liệu là gỗ mun sọc Lào. Trên cái nền đen thì có thể là mọi người sẽ thấy hơi khó thấy đúng không? Nhưng mà nếu mà mọi người muốn xem trực tiếp thì hãy liên hệ lên cái số hotline trên màn hình, hoặc là đến ngay trực tiếp tại địa chỉ Kinh Dương Vương Bình Tân ha. Đây đó, những cái hình ảnh hoa văn hoa lá tay được đục chạm cũng như là được xô hết trên bốn cái chân trụ của cái bàn ăn này đó. Những hình ảnh đục chạm cực kỳ sắc nét và tinh tế trên từng đường nét đục chạm luôn ha. Đó, cái chân này thì làm là rất là chắc chắn ha, được lộng cong này đấy, như mọi người thấy ở đây nè. Nói chung là cái phần bàn này thì nó khá là cầu kỳ cũng như là nó rặt phong cách cổ điển luôn á. Đây, những hình ảnh hoa văn từ phần yếm đến phần chân đều được đục chạm vô cùng tỉ mỉ và sắc nét từ những người thợ lành nghề ha. Để mà nâng đỡ được chiếc bàn này thì bắt buộc cái phần chân nó phải lớn và nó phải có đủ cái khả năng để mà nâng đỡ một cái bàn như thế này rất là nặng ha. Và đây là dạng bàn lắp ráp, cho nên là khi mà mọi người muốn lên lầu hay là ở dưới tầng trệt đều rất là ok. Thì mọi người chỉ có việc mua hàng thôi, còn tất cả thì sẽ có Sơn Đông lo. Và đây là cái phần mặt bàn. Mặt bàn thì nó sẽ có điểm nhấn một xíu cho cái phần bàn này, bởi vì trên cái nền gỗ đen thì nếu mà mình làm đen hết thì nó sẽ không có gì gọi là nổi bật hết. Cho nên là em bên Sơn Đông thì sẽ có sáng tạo thêm về cái phần mặt bàn
được cẩn nương và veneer nhập khẩu từ châu Âu. Đây có thể nói là một cái điểm nhấn của cái chiếc bàn này, giúp cho chiếc bàn này nó sẽ đặc sắc hơn cũng như là nó sẽ nổi bật hơn rất là nhiều ha. Đấy. Về phần nu và veneer này á, thì được rất là nhiều quý đại gia ưa chuộng và sử dụng trong siêu xe hay là du thuyền hạng sang á. Đấy, và nó sẽ giúp cho cái bộ bàn ghế của mình trở nên đặc sắc hơn cũng như là trở nên nó đẹp hơn, bắt mắt hơn, đúng không ạ? Và bộ bàn này á, thì hiện tại bao gồm là một bàn và 10 ghế. Trong đó thì sẽ có 8 ghế bình thường và 2 ghế chủ tọa như thế này dành cho chủ nhà này mọi người. Nếu mà mọi người quan tâm thì hãy để lại comment hoặc là liên hệ với em qua số hotline là 0938 200 165 để có thể tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho mọi người. Hoặc mọi người có thể đến ngay địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm cũng như là tham quan trực tiếp cái cửa hàng của em. Sẽ có rất là nhiều sản phẩm cho mọi người lựa chọn ha. Đối với những cái dòng sản phẩm mà cổ điển, thiết kế cổ điển như thế này á, thì có rất là nhiều mẫu mã khác nhau từ cổ điển đến tân cổ điển để cho mọi người lựa chọn ha. Nếu mà mọi người còn thắc mắc gì nữa thì hãy comment ở phía bên dưới, em sẽ giải đáp hết tất cả cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.